bus. Không vào xe người lạ. Wow. Oh. Wow. Oh. Nào. Quá. Ý. Wow, bánh to thật đấy. Này cháu, chú còn nhiều bánh nữa ở trong xe. Cháu có muốn vào xe ăn thử không? Wow. Vâng ạ. Cháu cảm ơn. La 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 la. Ê, này cháu, cháu chỉ giúp chú đường đến công viên được không? Được ạ. Này cháu, mẹ cháu nhờ chú đón cháu về nhà đấy. Nhưng mà cháu không quen chú ạ. Theo thông tin mới ghi nhận, có ai đó đã liên tục bắt cóc trẻ con và bỏ trốn. À, ơi không, chúng ta phải nhanh chóng tìm xem là ai gây ra chuyện này. Tôi sẽ thử tuần tra bằng trực thăng xem sao. Đợi đã. Tôi có ý này. Thỏ bông của cháu. Hả? Hả? Một chiếc xe đáng ngờ. Mọi người vào vị trí. Này cháu ơi, đừng khóc nữa. Để chú mua cho cháu con gấu bông mới nhá. Wow. Đây, cháu có thích không? Vâng, có ạ. Liệu đây có phải là tên bắt cóc không? Hắn ta bị lừa rồi. Chúng ta mau đuổi theo. Hãy ở bên cạnh chúng cho đến khi chúng tôi tới đó nhé. Đã rõ. Các cháu đừng sợ, cô sẽ đưa các cháu ra khỏi đây. Hôm nay thật là bội thu. Cảnh sát được. Dừng xe lại. Dừng xe lại đây. Ngươi không bắt được ta đâu. Hắn ta thoát rồi. Đừng lo, tôi đã có định vị của Papillon đây rồi. Tìm thấy hắn rồi, ở đây này. Ngay trước mắt chúng ta luôn. Ô không, chuyện gì vậy nhỉ? Dừng xe lại đây. Đừng để ta bắt được ngươi. Xuống xe ngay. Không còn nơi nào để chạy nữa đâu. Các người nghĩ là các người bắt được ta sao? Cẩn thận đấy. Chào nha. Đằng kia có một con thuyền, chúng ta mau đuổi theo. Lại là người ạ. Chẳng xa tôi ra. Dobby, nhanh hơn. Tôi mệt lắm rồi. Papillon, bắt đầu kế hoạch B. Papillon luôn có cách. Mẹ có tìm cách khác. Ha ha!
không thể chịu nổi nữa. Đứng lại đó. Ôi không. Không ai có thể chạy thoát khỏi ta đâu. Babylon, cảnh sát trở lại đâu? Đừng sợ, các cháu an toàn rồi. Bọn cháu không dám vào xe người lạ nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, không bao giờ được vào xe người lạ. Kể cả khi người lạ tặng các bạn đồ chơi hoặc đồ ăn, hoặc họ nói là bạn bè của ba mẹ bạn, các bạn không được đồng ý. Nếu người lạ ép buộc các bạn vào xe của họ, hãy gọi to tìm sự trợ giúp nhé. Hãy luôn nhớ những điều này. Cẩn thận với người lạ. Bảo ơi, bà không sao chứ? Chân tôi đau quá. Cháu giúp bà tới bệnh viện được không cháu Hiếu? Cháu xin lỗi, ba mẹ nói là cháu không được đi với người lạ. Xin cháu giúp bà đi mà. Để cháu gọi người lớn đến giúp bà nhá. Thằng bé này thông minh thật đấy. Mình phải tìm đứa khác mới được. Ôi chân tôi đau quá. Bà gấu mèo ơi, bà có sao không? Cháu yêu, giúp bà đến bệnh viện có được không? Tất nhiên là được ạ. Cháu thật tốt bụng quá nào. Ta đi nào. Ôi không, mình phải gọi ngay cho cảnh sát trưởng Labrador. Xin chào, tôi là cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát trưởng Labrador, cháu vừa thấy mèo con đi với một người lạ. Xin hãy tới đây ngay ạ. Đừng lo, chú sẽ tới đó ngay. Họ đi đường nào? Đường kia. Đi nào. Thôi được rồi, đi nào. Dừng lại. Nhanh lên cháu. Đứng lại ngay. Không được cử động. Hả? Chú cảnh sát, chú làm cái gì thế hả? Chúng tôi đang đi tìm nhà vệ sinh mà. Sao cơ, nhà vệ sinh á? Mùi gì vậy? Tôi biết mùi nhà vệ sinh đấy. Ngoài ra còn có mùi khác nữa. Bánh quy. Là bánh quy của mèo con. Nếu chúng ta theo dấu vết này, chúng ta sẽ tìm thấy họ. Đi nào. Đường này, chúng ta sắp tới nơi rồi. Bà cứu mèo ơi, chúng ta có đi đúng đường không đi ạ? Đúng mà, cứ đi theo ta. Cháu không muốn đi nữa đâu. Cháu không muốn à? Nhưng cháu đã hứa sẽ giúp ta mà. Là người xấu. Dĩ nhiên là đúng rồi. Dừng lại. Cảnh sát. Cháu có sao không? Đứng lại ngay. Đứng lại. Ê
hắn ta đâu rồi nhỉ? Người không bao giờ bắt được ta đâu. Hẹn gặp lại sau nhé. Chào anh. Không ai có thể chạy thoát khỏi ta đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu có người lớn nhờ sự giúp đỡ của các bạn cần phải cẩn thận. Vì nếu đúng là người lớn gặp rắc rối, họ sẽ không bao giờ nhờ sự giúp đỡ từ trẻ con, vì trẻ con yếu đuối hơn họ rất nhiều. Vì vậy, nếu có người lớn cần sự giúp đỡ, hãy lập tức báo cho ba mẹ hoặc đồn cảnh sát gần nhất. Không được chơi trên băng. Lạnh quá đi. Ôi không, có người đang chơi đùa trên sông băng. Chúng ta đi nào. Đi nào. Ôi không, tớ bị kẹt rồi. Chào nhỏ. Chú tới đây. Cứu với. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nguy hiểm quá. Sông băng rất có thể vỡ bất cứ lúc nào. Vậy nên nó rất nguy hiểm. Các cháu không được chơi trên sông băng nữa nhé. Vâng ạ, chúng cháu nhỏ rồi. Ôi không, anh em gà con vẫn chưa trở lại. Gì cơ? Cháu nhớ là anh em cậu ấy đi về hướng này à? Họ ổn mà, đúng không chú? Dobby, đi nào. Cá ơi, cắn đi nào, cá ơi. Vui quá thật đấy. Cá của tôi. Này, các cháu làm cá của chú chạy hết mất rồi. Trời ạ. Gà anh, gà em. Bọn nhỏ đấy đi đâu rồi nhỉ? Cậu bé đây rồi, gà anh. Cẩn thận, tránh xa băng ra. Cẩn thận. Sao lại có thêm kẻ phá rối vậy? Trả cá lại cho tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi, chỉ là hiểu lầm thôi. Anh cánh cụt, anh có thấy anh em gà con ở gần đây không? Mấy đứa phá phách đó đi lối kia kìa. Ôi không, băng đang tiếp tục tan ra. Đi thôi nào. Vui quá. Ô, nhìn kìa, có cả cá nữa. Rất là tuyệt đúng không? Chuyện gì vậy thế nhỉ? Không, bắt nó vỡ ra. Phải làm sao đây? Con chạy đi. Chúng ta sẽ cắm. Có người đang kêu cứu. Ở đằng kia, nhanh lên. Đừng lo, có bọn chú đây rồi. Đây, hãy nắm lấy tay chú. Giữ chặt lấy này.
Chúng ta không thể quay lại được. Ôi không, phía trước có thác nước. Chúng ta phải ra khỏi đây ngay. Cẩn thận. Này, Dobby. Đúng rồi. Giữ chặt lấy. Cẩn thận đấy. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các bạn không bao giờ được chơi trên mặt sông đóng băng. Rất khó để có thể nhận biết được độ dày của mặt băng. Nó có thể trông rất dày, nhưng vẫn có thể rất nguy hiểm. Ngoài ra, nếu lớp băng bị vỡ và các bạn rơi xuống nước, các bạn có thể bị giá buốt và bỏng lạnh rất nguy hiểm, thậm chí thiệt mạng nữa. Vì thế hãy nhớ, không được chơi trên sông băng. Bé Thiên Nga mất tích. Mẹ ơi. Ôi không. Này cháu bé, cháu không sao chứ? Cháu bị lạc mất mẹ rồi. Mẹ ơi. Cháu đừng khóc nữa, bọn chú sẽ giúp cháu tìm mẹ nhé. Đừng lo, không có vụ án nào là chú không thể phá được. Cháu này, tên cháu là gì? Tên cháu là Gray. Còn tên của mẹ cháu là gì? Là mẹ ạ. Ý chú là tên thật của mẹ cháu cơ. Là mẹ thật mà. Thế cháu có nhớ số điện thoại của mẹ cháu không? Là 7 7 7 7 7 7 7. À và 3. Alo. Xin chào, bà có phải là mẹ của Gray không? Cái gì nhỉ? Gray. Cái gì? Cái váy xám của bà đến rồi hả? Không có gì ạ, chào bà. Gray này, cháu có chắc là 77733 không? Cháu không nhớ ạ. Vậy thì cháu có nhớ địa chỉ nhà không? Không ạ. Cháu chỉ nhớ cạnh nhà cháu có cái hồ rất to. Hồ ư? Có một gia đình ngỗng sống ở bên cạnh cái hồ đó đấy. Tốt, chúng ta hãy đến nhà họ hỏi xem. Ai đấy? Đợi một lát. Không muốn chơi nữa. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi giúp gì được anh không? Bác ngỗng, tất cả các cháu nhà anh đều đang ở nhà chứ? Dĩ nhiên rồi, chúng ở nhà với tôi cả mà. Tập hợp, tất cả tập hợp. Có 6 đứa thôi mà. Sao lại thành 7 rồi? Gray đâu rồi? Cháu nào là Gray? Tất cả xếp hàng. Chú bắt được Gray rồi nhá.
Chúng ta chẳng có manh mối nào cả. Được kem mơ mơ, cháu rất thích kem mơ mơ. Hả? Hả? Gray, mẹ cháu với cháu thường đến đây mua kem mơ mơ đúng không? Thế chúng ta cùng hỏi thử xem. Chào anh, tôi giúp gì được ạ? Cô bà, cô có nhận ra bạn Gray này không? Gray à? Cháu làm gì ở đây thế? Mẹ cháu đang đi tìm cháu kia kìa. Hả? Tôi đi hướng nào vậy? Hướng kia kìa. Hả? Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi. À, cô Thiên Nga, hóa ra Gray là một bé Thiên Nga. Mẹ ơi, mẹ ơi. Hả? Mẹ cháu mất tích rồi. Cô ấy kia kìa. Con tôi đâu mất rồi? Con ơi. Xin lỗi. Xin lỗi cho tôi qua. Chúng ta không thể đuổi kịp cô ấy được. Chúng ta phải làm sao? Nhớ. Tôi có ý này. Cô Thiên Nga. Cô Thiên Nga. Cảnh sát trưởng Labrador. May quá. Cô hãy nhìn đằng kia đi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi. Con tới. Mẹ ơi, mẹ ơi. Con yêu ơi. Con ơi. Con đi đâu thế? Mẹ đã rất lo cho con. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, khi các bạn ra ngoài cùng với ba mẹ, hãy nhớ phải luôn ở bên cạnh ba mẹ của mình. Và nếu chẳng may bị lạc, hãy ở tại chỗ và chờ ba mẹ mình. Hoặc hãy tìm sự giúp đỡ của các cô chú cảnh sát. Hãy ghi nhớ số điện thoại của ba mẹ và địa chỉ nhà mình nhé. Nắp cầu nguy hiểm. Ba bạn trò dễ thương. Đang chơi đùa trên đường. Alo, alo, bạn đang ở đâu? Tôi đang Thỏ con, thỏ con ơi, cậu đâu rồi? Thỏ con. Cảnh sát trưởng Labrador đang nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, thỏ con bị mất tích rồi, chúng cháu không tìm thấy bạn ấy. Để giúp bọn cháu với. Các cháu đừng lo, bọn chú sẽ tới ngay. Hả? Đừng lo, bọn chú sẽ tìm thấy bạn ấy. Đúng vậy, không có vụ án nào mà chú không thể phá được. Dấu chân chỉ xuất hiện ở trên nắp cống thôi. Các cháu này, các cháu đang chơi gì trước đó vậy? Dạ, nhảy lên nắp cống ạ. Nhảy vui lắm. Dừng lại, nhảy trên nắp cống nguy hiểm lắm đấy. Cẩn thận. Dobby. Dưới đây hôi quá. Nhìn cái này này. Đấy là nơi của thỏ con á. Các cháu hãy tránh xa nắp cống ra.
chú phải xuống đó để giúp chú Dobby tìm thỏ con. Dưới này hôi thật. Lối này bị chặn rồi. Thỏ con chắc hẳn đã đi lối này. Ai cứu cháu với? Cảm ơn. Đường ống bị chia ra ở đây. Chúng ta đi đường nào đây? Để tôi nghe thử xem. Đường này. Tránh ra đi, đừng đến gần tôi. Thỏ con. Đi kìa. Tránh ra, tránh ra, đi đi. Cảnh sát trưởng Labrador. Thỏ con đừng sợ, bọn chú sẽ đưa cháu ra khỏi đây. Ôi không, nước thải đã xả theo hướng này. Chạy mau. Nó chảy nhanh quá. Dobby, hãy dùng ván gỗ kia. Các cháu hãy hứa với chú không bao giờ được nhảy lên nắp cống nữa. Nó rất nguy hiểm đấy. Ở bên dưới đó đáng sợ lắm. Bọn cháu sẽ không làm thế nữa đâu ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ không được dẫm lên nắp cống. Hãy tránh nó khi các cháu đi bộ trên đường. Các cháu có thể bị ngã xuống và bị thương nếu các cháu dẫm phải một chiếc nắp cống bị vỡ hoặc đã cũ hỏng. Ngoài ra, hệ thống nước thải chằng chịt, khí ga có hại, nước thải, rán và chuột ở dưới cống có thể sẽ làm việc leo lên trở nên khó khăn hơn. Không được chơi ở bãi đỗ xe. Em tìm thấy anh rồi. Giờ tới lượt em. Em liệu mà trốn kỹ vào nhá. Anh ơi. Gà con. Gà con, em ở đâu? Gà con. Gà con ơi. Này cháu, sao cháu lại ở đây thế này? Chơi ở bãi đỗ xe nguy hiểm lắm. Cảnh sát trưởng Labrador, cháu và cháu chơi trốn tìm ở đây. Giờ thì em cháu mất tích rồi. Cái gì cơ? Các cháu chơi trốn tìm ở bãi đỗ xe à? Như vậy rất nguy hiểm đấy. Hãy giúp cháu tìm em trai cháu với à? Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Gà anh này, cháu với em chơi trốn tìm ở tầng này à? Vâng ạ. Vậy chúng ta cần phải tìm kiếm từng góc của tầng này mới được. Rõ. Gà con. Gà con ơi. Gà con. Hả? Hả? Hả?
Gà con chắc hẳn là ở gần đây thôi. Chúng ta có thể tìm ra cậu bé bằng cách đi theo những viên kẹo dẻo này. Chỗ kẹo dẻo này dừng ở đây. Vậy có nghĩa là gà con đã đi thang máy rồi. Hả? Ở đây rất nguy hiểm. Chúng ta cần phải tìm ra cậu bé càng sớm càng tốt. Tầng 2. Gà con! Xin lỗi, chị có thấy một bé gà cao bằng tầm này không? Cháu không thấy. Gà con! Dobby, cậu tìm được gì không? Không thấy. Em trai của cháu. Anh ơi, anh ở đâu? Là gà con. Anh ơi. Tiếng ở tầng trên. Chúng ta đi nào. Gà con. Cẩn thận. Không bao giờ được chơi ở bãi đỗ xe, vì các bạn có thể quá thấp nên nằm trong điểm mù của các lái xe, vì thế lái xe có thể không nhìn thấy các bạn. Và có rất nhiều đường khác nhau trong bãi đỗ xe, các tài xế không phải lúc nào cũng phản ứng kịp thời, vì vậy có thể xảy ra tai nạn. Ngoài ra, hãy luôn cảnh giác với các xe đang đỗ hoặc dừng, vì chúng có thể đột ngột di chuyển. Hãy luôn nhớ phải cẩn thận khi ở bãi đỗ xe và không được chơi đùa ở đây. An toàn là trên hết.